Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã quan tâm và theo dõi kênh Nhật báo 24 giờ của chúng tôi. Xin chúc quý vị sẽ có những giây phút thật ý nghĩa, thật vui vẻ khi xem video của chúng tôi. Đừng quên để bấm nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày của kênh Nhật báo 24 giờ. Huấn luyện viên U22 Campuchia sợ tái mặt khi nghe tin trò cương thể Park trở lại. Sau gần 2 tuần tập hồi phục, Trọng Hùng đã có thể tập cùng cả đội và có thể ra sân ở trận U22 Việt Nam, U22 Campuchia tại bán kết SEA Games 30. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang tin vui đến cho người hâm mộ Việt Nam khi ông tiết lộ Nguyễn Trọng Hùng đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng trở lại trong trận đấu bán kết gặp U22 Campuchia. Phát biểu với báo giới trước thềm bán kết, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định Trọng Hùng sẽ là cầu thủ của tôi ở trận đấu với Campuchia. Nguyễn Trọng Hùng đã chơi rất hay trong trận gia quân với U22 Brunei anh đóng góp một bàn thắng, giúp cho U22 Việt Nam có chiến thắng 6-0. Nhưng cũng trong trận đấu đó, do thi đấu đầy quyết tâm, Trọng Hùng đã gặp chấn thương háng khá nặng. Sau gần 2 tuần tập hồi phục, Trọng Hùng đã có thể tập cùng cả đội. Trước đó có nhiều ý kiến cho rằng anh sẽ không thể ra sân thêm nữa tại SEA Games 30. Do vậy, thông báo trên của huấn luyện viên Park Hang Seo là một tin vui cho cả đội tuyển U22 Việt Nam cũng như cho người hâm mộ. Với chấn thương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Ông Park Hang-seo không có nhiều phương án lựa chọn cho hàng công của U22 Việt Nam. Sự có mặt của Trọng Hùng sẽ giúp ông giải bài toán này. Trọng Hùng còn trẻ, anh có kỹ thuật, sự nhanh nhẹn và sở hữu nhiều pha bóng tạo đội biến cao. Chính những điều này giúp cho Trọng Hùng được ông Park Hang-seo lựa chọn trong danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 12. Trong khi đó, trận bán kết giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ cùng ngày. Sẽ không có chuyện ăn gỏi Campuchia bởi thầy Park sẽ không muốn thêm lần đau tim. Nhiều cổ động viên Việt Nam ắt hẳn nghĩ rằng U22 Việt Nam sẽ đánh bại Campuchia dễ dàng, nhưng một đội bóng đánh bại đương kim Á quân SEA Games thì không hề yếu. Đấy là lời nhận xét của cầu thủ từng được đề cử quả bóng vàng châu Á 10 năm về trước cựu trung vệ Vũ Như Thành. Hôm qua sau buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Park seo cũng đã gặp riêng truyền thông Việt Nam để yêu cầu một việc, ấy là giữ kín hộ ông thông tin về đội hình xuất phát cho đến khi trận đấu bắt đầu. Đấy là điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này chưa từng làm trong quá khứ. Ông làm điều này ngay trước trận bán kết gặp Campuchia, trận đấu mà ắt hẳn nhiều người nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những trận đấu gặp U22 Indonesia hay Thái Lan trước đó. Với động thái của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo truyền đi thông điệp rằng ông không hề coi thường Campuchia, các học trò của ông cũng vậy và người hâm mộ cũng nên thế. Quả tình bản thân ông Park cũng vừa nhận một bài học sáng mắt chính là trận đối đầu với U22 Thái Lan. Hơn 2 năm về trước, cựu danh thủ Thái Lan Wurawat Sri Maka từng dẫn dắt U22 Thái Lan vô địch SEA Games 29. Xong rốt cuộc thay vì được vinh danh, ông phải nhận không ít những lời dè biểu từ chính người hâm mộ nước nhà. Người ta nói, ai dẫn dắt mà chẳng được, Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games là chuyện đương nhiên ấy mà. Thời điểm ấy, Thái Lan là đội bóng 3 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam và được voi đòi tiên. Người hâm mộ Thái Lan muốn đội bóng của mình không những vô địch mà còn phải thể hiện được lối chơi áp đảo quần hùng, phải vô địch thật thuyết phục. Ông Park từng cùng các học trò bước vào trận gặp U22 Thái Lan với tâm thế ấy, tâm thế phải hạ gục Thái Lan để chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vô địch Đông Nam Á. Trong khi không quá cần thiết phải như vậy, rốt cuộc về mặt kết quả, thay cho huấn luyện viên Park Hang vẫn có được thứ mình muốn, ngôi đầu bảng và trận bán kết gặp U22 Campuchia. Nhưng Thái Lan mới là những người ra về trong tiếc nuối. Cả ba trận đấu gần nhất của U22 Việt Nam có đến hai trận họ bị dẫn trước. Trận còn lại là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam chơi dở nhất dưới thời ông Park. Hay chỉ ít họ có một hiệp đấu đầu tiên dở chưa từng có là điểm đen của sự nghiệp cầm quân ở Việt Nam của ông thầy người Hàn Quốc. Nói rằng U22 Việt Nam đang có phong độ tốt thì hơi buồn cười bởi rõ ràng năm trận vòng bảng họ giành đến 4 chiến thắng, một trận hòa, đoạt ngôi đầu bảng đầy xứng đáng. Nhưng rõ ràng với mạch 3 trận đấu gần nhất, U22 Việt Nam đang có những bất ổn nhất định, nhất là trong hiện trạng vắng đội trưởng Quang Hải, linh hồn của mọi đội bóng trong tay thầy Park suốt 2 năm qua. Tấn Tài bị thay ra liên tiếp trong hai trận đấu, mà trận đấu gần nhất, hậu vệ này bị thay ra ngay từ phút thứ 18 để thầy Park kéo Trọng Hoàng về, trao lại cho anh trách nhiệm mà Quang Hải từng gánh vác trong khi đó Văn Hậu được bố trí đá trung vệ lệch trái, tất cả những thay đổi ở U22 đang chứng minh một điều rằng bản thân ông Park cũng chưa có được một sự bố trí nhất quán điều mà ông luôn làm được ở những giải đấu trước. Dẫu vậy để thắng U22 Campuchia không hề khó, chỉ có điều người hâm mộ đừng nên quá kỳ vọng vào một lối chơi áp đảo như cách mà U22 Việt Nam từng khởi đầu trong trận gặp U22 Indonesia, cũng đừng mong một thế trận tấn công tưng bừng như những phút đầu đá với U22 Thái Lan, bởi với sự hưng phấn của mình U22 Campuchia sẽ chẳng mảy may sợ hãi khi nhận đòn tấn công từ thầy trò ông Park. Ba bàn thắng vào lưới U22 Malaysia chứng minh rằng sức mạnh hàng công của U22 Campuchia không hề tệ và chắc chắn thầy Park không muốn thêm lần nữa đội bóng của mình bị dẫn bàn. Với ông, đau tim như thế là quá đủ rồi. Trước Campuchia, nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc hẳn sẽ quay lại với thứ mà cả mình lẫn các học trò giỏi nhất, chơi phòng ngự phản công sẽ không phải là một thế trận phòng ngự phản công rõ ràng như ông từng làm trước các đội bóng mạnh, mà là một thế trận ưu tiên cho phòng ngự, đặt sự chắc chắn lên đầu trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn để hạ gục đối phương. Bóng đá SEA Games, trận bán kết lịch sử Đó là trận đấu tranh suất vào chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam, đội loại đương kim vô địch Thái Lan và đội tuyển U22 Campuchia diễn ra từ 19 giờ tối nay ngày 7 tháng 12 trận đấu là dấu mốc đáng nhớ của cả hai đội. Trong lịch sử SEA Games, cả hai đội chưa từng giành chức vô địch lần nào. Cũng ở giải đấu này, tính từ năm 1977 đến nay, các cầu thủ Việt Nam đã giành được 5 chức Á quân, vài lần hạng 3, còn Campuchia lần đầu tiên vào bán kết. Trận bán kết này cũng đánh dấu sự trỗi dậy của cả hai đội trong hai năm qua. Với U22 Việt Nam, sau thất bại cay đắng ở SEA Games 29 cách đây 2 năm, thất bại khiến bóng đá Việt Nam tưởng như bế tắc nhưng đã hồi sinh thần kỳ từ khi có huấn luyện viên Park Hang-seo ngay sau SEA Games 2017. Sau những thành công từ nhiều giải đấu khu vực Đông Nam Á và châu Á trong năm 2018 và 2019, thì đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện ở SEA Games với trọng trách nặng nề giành huy chương vàng. Trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại cũng có 4 cầu thủ từng dự SEA Games, Trọng Hoàng, kỳ SEA Games 2009, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Trinh, kỳ 2017, số còn lại là những gương mặt mới. Ở kỳ đại hội này, đội bóng của ông Park Hang-seo bất bại 5 trận, trong đó có 3 trận đáng nhớ nhất. Đó là trận thắng khó khăn U22 Singapore 1-0 vào gần cuối hiệp 2, trận ngược dòng thắng Indonesia và trận ngược dòng hòa U22 Thái Lan. Đoạt xuất và bán kết, đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Campuchia đầy sức sống cùng tham vọng vào đến trận cuối cùng. Về bóng đá Campuchia, Thời gian gần đây, các đội tuyển Campuchia có bước tiến ngoạn mục, nhất là bóng đá trẻ. Minh chứng là tại giải U22 Đông Nam Á 2019 trên sân nhà, sân cỏ nhân tạo, Campuchia xếp thứ tư trên cả Malaysia, Singapore, Philippines. Tại giải đấu này, Campuchia thắng cả Malaysia với tỷ số 1-0, lẫn Myanmar 2-0 rồi vào bán kết. Ở vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 11 năm 2019, đội tuyển U19 Campuchia cũng lọt vào vòng chung kết cùng với Lào, Việt Nam với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất khi mà rất nhiều đội bóng sừng sỏ như Kuwait, Jordan, Thái Lan, Trung Quốc bị loại. Còn tại SEA Games 30, đội tuyển U22 Campuchia có hai cầu thủ trong đội tuyển quốc gia là keo Chopin và Rion Bohien dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Felix Thomas đã thi đấu rất ấn tượng. Họ chỉ chịu thua Myanmar 1-2, cầm hòa được chủ nhà Philippines một đều, thắng dễ dàng Đông Timor 5-0 và xuất sắc hạ đương kim Á quân SEA Games Malaysia 3-1 ở trận cuối vòng bảng, giành vé và bán kết ngôi nhì bảng. Nói như vậy để thấy đây là trận đấu lịch sử thú vị của bóng đá Đông Nam Á diễn ra giữa U22 Việt Nam, đội trực tiếp loại đương kim vô địch Thái Lan bằng một trận hòa với U22 Campuchia, đội trực tiếp loại Á quân SEA Games Malaysia bằng một trận thắng. Sau trận đấu này, một đội sẽ vào tranh huy chương đồng và đó là điều không đội nào muốn cả. Vì vậy, người hâm mộ sẽ được xem một trận cầu không khoan nhượng nhưng lý thú. Đối thủ bẻ họng huấn lợi viên Nishino, Việt Nam không cần trọng tài để loại Thái Lan. Huấn lợi viên Felix Thomas của U22 Campuchia đã có những nhận xét xoay quanh trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Trận cầu tâm điểm trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng môn bóng đá nam vòng bảng SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn chưa dứt. Theo đó U22 Việt Nam dù bị dẫn trước hai bàn nhưng đã kịp gỡ hòa. Kết quả hòa hai đều giúp cho U22 Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B, trong khi đó U22 Thái Lan chính thức bị loại. Đáng chú ý, huấn luyện viên Akira Nishino cho rằng U22 Việt Nam đã được hưởng lợi từ kết quả của trọng tài chính. Tuy nhiên, huấn luyện viên Felix Thomas của U22 Campuchia, đối thủ của U22 Việt Nam tại bán kết, lại không đồng tình với ý kiến trên. Cụ thể huấn luyện viên Felix Thomas khẳng định U22 Việt Nam đã có trận đấu tốt nhờ thực lực của mình. Huấn luyện viên Felix Thomas chia sẻ trong buổi họp báo trước trận. Tôi đã theo dõi trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Tôi không nghĩ nhận xét về trọng tài của ông Nishino Akira là đúng. U22 Việt Nam đã chơi tốt. Họ chẳng cần nhờ tới sự giúp đỡ của trọng tài để loại U22 Thái Lan. Ở trận đấu tới, U22 Campuchia bị đánh giá thấp hơn, nhưng bù lại họ được nghỉ nhiều hơn U22 Việt Nam một ngày. Chưa dừng lại ở đây, U22 Campuchia cũng có lợi thế là đã quá quen với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những tin tức bóng đá mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.